Các bạn, đây là dấu ngô nếp lai F1W50, dấu của tập đoàn Syngenta sản xuất. Dấu ngô nếp lai F1W50 là dấu ngô nếp cho bắp to và dài, năng suất cao, chất lượng ăn, ngô mềm, dẻo ngọt, giống trồng được quanh năm, thời gian thu hoạch từ 60 đến 70 ngày. Gỗ 500g, thuần mầm trên 85%, cái đây là mặt trúc ở bì. Mặt sau bao nhiêu cái thông tin về đặt tấm giống, cũng như thời vụ. Về khoảng cách trồng thì cây cách cây từ 30 đến 35 cm, hàng cách hàng từ 65 đến 70 cm. Chúng ta có thể gieo hạt khô hoặc ngâm ủ đi đến khi nảy mầm hoặc là màu. Đấy, đây là trồng cột nhất hầu hết các cây cây vùng là thích ứng rộng cho năng suất cao. Vậy nên đặt giống từ liên hệ số điện thoại bên trên màn hình. Chào tạm biệt.